Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hành lần thứ 1459. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lượt thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Donald Trump thăm nghĩa trang quốc gia Arlington và pháo đài Henry vào ngày lễ chiến sĩ trận vong. Lễ chiến sĩ trận vong lôi kéo dân Mỹ ra khỏi nhà, tạo lo ngại lây lan virus. Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp quản lý các mạng xã hội. Trên 40 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp vì coronavirus. Trung Cộng phê chuẩn luật an ninh quốc gia, Hồng Kông gây tranh cãi. Tòa án Canada phán quyết Hoa Kỳ đáp ứng đủ điều kiện pháp lý để yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei. Dự luật gây sức ép với Trung Cộng về người Duy Ngô Nhĩ được thông qua, chờ Tổng thống Trump ban hành. Minneapolis không bình yên, văn phòng cảnh sát bị đốt cháy. Và sau cùng là Liên Hiệp Quốc cảnh báo nạn đói ở châu Mỹ Latin giữa dịch coronavirus. Tin Hoa Thịnh đốn, Tổng thống Trump đã bắt đầu ngày thứ hai 25 tháng 5 bằng thông điệp chúc mừng ngày Memorial Day lễ chiến sĩ trận vòng trên Twitter. Sau đó, Tổng thống tham dự các diễn tiến kỷ niệm ngày lễ tại Nghĩa trang quốc gia Arlington và pháo đài McHenry ở Baltimore. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài một chiến sĩ vô danh ở Nghĩa trang quốc gia Arlington vào sáng thứ hai. Nghĩa trang này hiện vẫn chưa cho phép công chúng vào thăm vì lý do dịch coronavirus. Sau nghi thức đọc Hồng Hòa, Tổng thống Trump tiếp tục đến thăm pháo đài McHenry tại Baltimore, nơi lệnh yêu cầu người dân ở nhà vẫn còn hiệu lực. Thị trưởng thành phố ông Jack Young, một thành viên đảng Dân Chủ đã yêu cầu Tổng thống Trump đừng đến Baltimore với lý do rằng chuyến đi của Tổng thống đang gửi thông điệp sai lầm đến người dân. Thị trưởng Young nói thêm rằng Chuyến đi của Tổng thống sẽ tạo thêm gánh nặng về nhân sự và thiết bị cho thành phố, nơi đang bị tổn thất 20 triệu Mỹ Kim mỗi tháng trong thời kỳ dịch bệnh. Tuy nhiên, tòa Bạch Ốc lại có cách nhìn khác. Phát ngôn viên Jude D. của tòa Bạch Ốc nói, các binh sĩ không được ở nhà để tránh dịch bệnh như những thành phần dân sự và tổng thống cần phải đến để vinh danh sự hy sinh của những người đang phục vụ trong quân đội bằng cách đến thăm họ cùng các địa danh quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến năm 1812, ông Francis Scott Key chứng kiến cảnh quân đội Anh quốc bắn phá pháo đài McHenry và đã sáng tác một bài thơ. Lời bài thơ này sau đó được biên soạn thành quốc ca The Star Spangled Banner của Hoa Kỳ. TINH HOA THỊNH ĐỐN hàng triệu người dân Mỹ đang ra khỏi nhà sau thời gian đóng cửa để chào đón lễ chiến sĩ trận vong ở các bãi biển, các buổi nướng thịt ngoài trời, cùng và các buổi tụ họp gia đình, tạo lo ngại trong giới chức y tế cộng đồng là các cuộc tụ họp đông người sẽ khiến dịch bệnh ao ạt quay trở lại. Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng virus vẫn tiếp tục gây lan nhiễm không ngừng nghỉ. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh Mỹ gọi tắt là CDC khuyến cáo người dân ở trong nhà tránh xa đám đông và chỉ nên liên lạc với gia đình qua điện thoại hay màn hình. Bác sĩ Deborah Brooks, điều hợp viên toán đặc nhiệm chống dịch Vũ Hán của Tòa Bạch Ốc, hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 5 đã nói rằng người dân có thể vui hưởng các cuộc tụ họp ngoài trời nếu họ đứng cách nhau 6 feet, khoảng 2 mét. Bà Burks đề nghị nếu chơi tennis thì mỗi người có trái banh riêng của mình và cũng đừng sờ vào các cây cờ cắm trong sân golf. Quý vị phải biết bảo vệ khoảng không gian của riêng mình và luôn giữ khoảng cách với người chung quanh. Theo lời bác sĩ Burks trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, bà cũng khuyến cáo là nên dùng muỗng nĩa nhựa dễ bỏ đi sau các buổi ăn uống ngoài trời. Bác sĩ Burks nói mức độ lây lan coronavirus đã giảm sút trên cả nước. Nhưng có nhiều người bên ngoài trông khỏe mạnh, nhưng thật ra đã bị nhiễm virus mà không biết. Do vậy, việc giữ khoảng cách, che mặt và rửa tay thường xuyên là điều cần thiết. Tin Hoa Tịnh Đốn Tổng thống Trump đã ký một lệnh hành pháp vào chiều thứ Năm 28 tháng 5 nhằm quản trị các mạng xã hội như Facebook, Google và Twitter sự kiện này diễn ra vào vài ngày sau khi mạng Twitter bắt đầu kiểm soát tính xác thực của một số dòng tweet của tổng thống, khiến ông hết sức tức giận. Xác định mới sẽ yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC soạn thảo quy định về việc mạng xã hội có thể xóa các nội dung trên trang web của họ khi nào và như thế nào, trong khi vẫn được duy trì sự bảo vệ dành cho họ theo điều 230 của đạo luật truyền thông hợp lệ. Đạo lực này có mục đích chính là cho phép các mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm cho phần lớn các nội dung đăng trên trang web của họ. Xác lệnh mới sẽ khuyến khích ủy ban FCC hành động chống lại các công ty được cho là cố tình dẫn dắt sai công chúng về thông tin truyền thông, nếu không có sự ủng hộ của quốc hội. Tổng thống Trump không thể làm được gì nhiều với một xác lệnh hành pháp. Tuy nhiên, các tuyên bố của ông có vẻ đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các mạng xã hội. Vào sáng thứ Năm, cổ phiếu Twitter đã giảm 5%, trong khi Facebook giảm 3% và Google giảm hơn 1%. Điều 230 trong luật truyền thông hợp lệ lâu nay vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Các mạng xã hội nói điều khoản này là sự cần thiết để mọi người được tự do, thể hiện ý kiến. Trong khi đó, phe phản đối cho rằng điều khoản này giúp các mạng xã hội tránh được các quy định áp dụng cho những hãng truyền thông thông thường. Dù trên thực tế, mạng xã hội có vai trò rất lớn trong việc truyền bá thông tin. Tin tổng hợp Kể từ giữa tháng 3 đến nay, có tất cả 40 triệu 700 ngàn người Mỹ để đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tức là gần 1 phần tư trong lực lượng lao động Mỹ gồm hơn 164 triệu người. Tuy nhiên, con số thực tế hiện nay về số người mất việc thì chưa biết rõ, vì một số người xin tiền thất nghiệp trong những tuần trước hiện được chủ nhân gọi làm việc trở lại. Tất cả 50 thống đốc tiểu bang bắt đầu nới lỏng hạn chế đối với việc mở cửa doanh thương theo một loạt những chỉ dẫn khác nhau trên toàn nước Mỹ. Tính tới ngày 27 tháng 5, số người chết tại Hoa Kỳ vì dịch vũ hán lên đến 100.000 và các chuyên gia y tế tiên đoán hàng chục ngàn người nữa sẽ thiệt mạng trong những tháng tới. Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tái tranh cử trước đối thủ là cựu phó tổng thống Joe Biden, dự đoán nước Mỹ sẽ phục hồi kinh tế một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, virus corona đã có ảnh hưởng lớn lên thương mại Mỹ với 27 công ty đã khai phá sản trong tháng 5 và một số công ty loan báo đóng cửa vĩnh viễn. Ông Larry Kudlow, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, mới đây nói với Washington Post là có một số tia hy vọng nhỏ trong nền kinh tế. Tuy nhiên, ông thừa nhận những khó khăn vẫn tiếp diễn do đại dịch virus corona đã tạo ra cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell cảnh báo là nền kinh tế Mỹ có thể phải chịu suy thoái trong nhiều năm nếu không trợ cấp thêm cho công nhân. Ông nói 40% những gia đình Mỹ có thu nhập dưới 40.000 đô la một năm bị mất việc làm vào tháng 3. Tuy nhiên, ông Trump và các nhà lập pháp Cộng hòa đang chần chừ không muốn chuẩn nhận thêm trợ cấp của chính phủ cho đến khi nào có thể xác quyết được các khoản tài trợ đã được chấp thuận trước đây có hiệu quả như thế nào trong việc giúp cho kinh tế vực dậy. Công nhân Mỹ để đơn xin trợ cấp thất nghiệp thường được trả ít hơn một nửa mức lương bình thường của họ. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp trong đại dịch Vũ Hán được bổ sung với 600 đô la một tuần từ chính phủ liên bang trong 4 tháng cho đến tháng 7. Số đơn xin trợ cấp tăng cao nhất vào cuối tháng 3 với 6 triệu 900 ngàn công nhân xin trợ cấp thất nghiệp. Kể từ đó, nhịp độ xin trợ cấp hàng tuần giảm từng tuần trong 10 tuần qua. Nhưng con số hàng triệu người xin trợ cấp thất nghiệp hiện nay vẫn là cao chưa từng thấy trong nhiều thập niên lịch sử kinh tế Mỹ. Từ cuộc đại khủng hoảng trong những năm 1930-1930, con số xin trợ cấp hiện nay đã vượt xa con số trong cuộc đại suy thoái năm 2008 đến năm 2009. Tình Bắc Kinh, Quốc hội Trung cộng hôm 28 tháng 5 phê duyệt chủ trương sẽ áp đặt lực an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Lý do mà Bắc Kinh nói là để đối phó với vấn đề ly khai, lật đổ củng bố và can thiệp từ nước ngoài vào đặc khu nơi đã diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ vào năm ngoái, với số phiếu thuận áp đảo 2878 trên 1 và 6 phiếu trắng. Quốc hội Trung Cộng đã ủng hộ quyết định trao quyền cho Ủy ban Thường vụ để soạn thảo dự luật. Các nhà lực pháp Trung Cộng đã tập trung tại đại lễ đường nhân dân với những trạng pháp tay không ngớt kỳ của kiểm phiếu được chiếu trên màn hình. Trong khi đó, hãng thông tấn Mỹ AP cho rằng chủ trương áp dụng luật an ninh quốc gia phản ảnh quyết tâm của chính quyền Tập Cận Bình trong việc thắt chặt kiểm soát đối với Hồng Kông sau 11 tháng đặc khu này biểu tình chống chính phủ. Các nhà hoạt động ở Hồng Kông nói rằng một luật như là vậy sẽ làm suy yếu mức độ tự trị cao đã được cam kết dành cho cụ thuộc địa của Anh khi lãnh thổ này được trao trả lại cho Trung Cộng năm 1997. Đồng thời, họ lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng lực này để đàn áp các hoạt động chính trị. Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhà lãnh đạo số 2 của Trung Cộng đã lên tiếng binh vực lực này, nói rằng nó phù hợp với những lời hứa của Bắc Kinh. Quyết định được thông qua trong phiên họp quốc hội đã được soạn thảo nhằm thực thi điều đặn nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Và vì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông. AP dẫn lời ông Thủ tướng Trung Cộng nói lại một cuộc họp báo luật an ninh quốc gia và cách thức luật này được ban hành đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 27 tháng 5 tuyên bố rằng Washington sẽ không còn coi Hồng Kông là một khu vực tự trị của Bắc Kinh nữa. Lời phát biểu này được cho là sẽ gây tổn hại lớn đến việc thu hút đầu tư kinh doanh của trung tâm tài chính trong tương lai. Tin Vancouver, Canada Vào thứ Tư ngày 27 tháng 5, một tòa án Canada đã phán quyết rằng Hoa Kỳ đã đáp ứng yêu cầu pháp lý chính yếu trong việc yêu cầu dẫn độ nữ giám đốc tài chính Huawei, người đang là tâm điểm trong cuộc chiến giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến công ty khổng lồ của Trung Cộng. Đây là quyết định quan trọng đầu tiên của tòa án liên bang đến giám đốc tài chính Hoa Quê Mạnh Vãn Châu. Bà Mạnh, 48 tuổi, là con gái của nhà sáng lập Hoa Quê Nhậm Chính Phi, hiện đang được tại ngoại tại Vancouver nhờ đóng tiền thế chân. Sau khi bà bị bắt hồi tháng 12 năm 2018, kế hoạch để dẫn độ bà mạnh tới hoa kỳ có thể kéo dài nhiều năm do luật sư của bà đã nộp vô số đơn kháng án và tòa án british columbia đã đồng ý xem xét vụ án có thể còn kéo dài hơn nữa nếu phía bà mạnh kháng cáo đối với phán quyết hôm thứ tư Hoa Kỳ trước đó yêu cầu bắt giữ và dẫn độ bà Mạnh với lý do bà đã thao túng các trương một ngân hàng để che giấu mối liên hệ giữa Huawei và một công ty con có làm ăn với Iran. Huawei và bà Mạnh bác bỏ mọi cáo buộc. Luật sư của bà Mạnh hồi tháng Giêng đã phản đối yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ với lý do rằng các cáo buộc của Washington không phải là tội hình sự tại Canada. Tuy nhiên, trong phán quyết hôm thứ Tư, thẩm phán Heather Holmes của Tòa Thượng thẩm British Columbia nói cáo trạng gian lận mà bà Mạnh đối mặt tại Hoa Kỳ cũng được áp dụng đối với bà tại Canada. Tin Hoa Tịnh Đốn Hạ viện Hoa Kỳ ngày 27 tháng 5 đã đồng thuận thông qua đạo luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Cộng đã đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và chuyển dự luật này tới Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Donald Trump phủ quyết hoặc ký thành luật. Theo Reuters, với tỷ số phiếu ủng hộ 413 trên 1, dự luật nhận được sự tán thành của gần như toàn bộ quốc hội Hoa Kỳ, trong khi Thượng viện đã đồng nhất thông qua dự luật này tạo ra áp lực lên Tổng thống Trump trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhân quyền đối với Trung Cộng mặc dù các đảng viên cộng hòa của tổng thống trump trong quốc hội nói họ tiên liệu và dự luật này sẽ ký và ban hành nhưng tòa ác vẫn chưa cho biết liệu tổng thống có làm như vậy hay không dự luật kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhằm vào những người phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp người chuyên ngô nhĩ và các nhóm hồi giáo khác ở khu vực tân cương trung cộng nơi liên hiệp quốc ước tính có hơn một triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại cải tạo. Dự luật đặc biệt nêu tên bí thư đảng Cộng sản trong khu vực Chen Wanggu, một thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Cộng, vì những vi phạm nhân quyền thâu bạo. Đối với người dân ở đây, Quốc hội đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chính quyền Trung Cộng không thể hành động mà không bị trừng phạt. Reuters dẫn lời thượng nghị sĩ đảng cộng hòa marco rubio người đứng đầu việc thúc đẩy dự luật mối quan hệ giữa tổng thống trump và chính phủ trung cộng càng ngày càng trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây khi tổng thống trump cáo buộc bắc kinh làm cho đại dịch vũ hán trở nên tồi tệ hơn dự luật cũng kêu gọi các công ty hoặc cá nhân hoa kỳ hoạt động ở khu vực Tân Cương thực hiện các bước để bảo đảm sản phẩm của họ không sử dụng lao động cưỡng bức. Trung Cộng phủ nhận đã ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ và nói rằng các trại trên chỉ là trại huấn nghiệp. Tin Minneapolis, Minnesota Biểu tình dữ dội tại thành phố Minneapolis kéo sang ngày thứ ba liên tục trong ba ngày. Nguyên nhân bùng nổ sự bạo động bắt đầu từ cái chết của ông George Floyd, 46 tuổi, một người Mỹ gốc Phi châu bị chết sau khi một cảnh sát viên da trắng dùng đầu gối ghi cổ nạn nhân xuống mặt đường kéo dài gần 5 phút. Nhật báo USA Today tường thuật, hàng trăm người biểu tình đã tràn ngập đường phố Minneapolis vào tối thứ năm ngày 28 tháng 5, la to các khẩu hiệu: "Tôi không thở được" và không có công lý, không có hòa bình, truy tố cảnh sát. Cuộc biểu tình bắt đầu với những lời phát biểu, kêu gọi lúc 5 giờ chiều tại trung tâm Hennepin County Government Center. Ông Mel Reeves, nhà hoạt động lâu năm trong thành phố, lên tiếng kêu gọi đám đông giữ hòa khí và bình tĩnh. Đừng để bị mắc lừa họ muốn dùng những hình ảnh bạo động của cuộc biểu tình để đánh lạc hướng vấn nạn chính là sự tàn bạo của cảnh sát. Ông Reeves nhắc nhở thêm, đừng để họ đạt được mục đích là lợi dụng sự nóng giận của chúng ta để khiến công lý ở không ở bên chúng ta. Họ hành xử độc ác như giả thú, rồi biến chúng ta giống như những con thú. Và ông dẫn đầu đám đông đã đi tuần hành ông Tim Walsh, tổng thống tiểu bang Minnesota, gửi ra tin nhắn kêu gọi Hãy để cái chết của George Floyd dẫn đến công lý và thay đổi hệ thống. Đừng để xảy ra thêm một cái chết nào hay sự tàn phá nào nữa. Trên đường phố, những đám trái bùng lên từ những cửa hàng ở khu thương mại khiến thành phố giống như bãi chiến trường. Thêm vào hình ảnh các cảnh sát đứng dàn hàng một bên, đối diện với những người biểu tình làm gia tăng thêm tình trạng căng thẳng. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Sau 10 giờ 30 phút tối, khi những người biểu tình nổi lửa, phóng hỏa văn phòng cảnh sát. Trước đó, người ta còn thấy cảnh sát lập một hàng rào chung quanh văn phòng, nhưng sau đó hàng rào đã bị những người biểu tình xô ngã. Họ leo lên nóc nhà và phóng hỏa ông John Elder, giám đốc truyền thông của sở cảnh sát, cho biết tất cả nhân viên đã di tản khỏi văn phòng từ lúc 10 giờ tối và sau đó những người biểu tình tràn ngập vào văn phòng đã nổi lửa đốt nơi này. Lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Minnesota tuyên bố huy động 500 binh sĩ đến hai thành phố St. Paul và Minneapolis để bảo vệ mạng sống cư dân, tài sản công dân và duy trì biểu tình trong tình trạng ổn định, đồng thời hỗ trợ lực lượng cứu hỏa dập tắt các đám cháy biểu tình cũng bùng phát ở nhiều thành phố khác khắp nước Mỹ như Phoenix, Arizona, Louisville, Kentucky, Memphis, Tennessee. Quá nửa đêm, CNN báo cáo có tiếng súng nổ trong đám đông biểu tình tại Minneapolis. Tin tổng hợp Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là WFP cảnh báo có ít nhất 14 triệu người có thể bị đói tại châu Mỹ Latin, trong khi virus corona tiếp tục leo thang giữa lúc việc làm và kinh tế giảm sút dưới gánh nặng của đại dịch. Giám đốc khu vực châu Mỹ Latin của WFP, Miguel Boratto, gọi coronavirus là đại dịch đói. Ông nói, các mạng lưới bảo vệ xã hội hiện rất cần thiết đối với những người thông thường không cần đến nhiều chính phủ trên khắp châu Mỹ Latin trợ cấp thực phẩm cho những nhóm người dễ bị ảnh hưởng nhất. Trong khi kêu gọi chính phủ làm nhiều hơn nữa, nhiều người tại những cộng đồng nghèo đang tổ chức các bếp ăn, chia sẻ những gì họ có thể nỗ lực và tự túc. Tổ chức Y tế Liên Châu Mỹ nói tình trạng đói kém là một quan ngại lớn vào lúc châu Mỹ Latin trở thành tâm điểm của đại dịch Vũ Hán. Brazil dẫn đầu trong khu vực với hơn 400.000 ca nhiễm được xác nhận. Các nước châu Mỹ Latin khác đang chật vật chế ngự virus bao gồm Mexico, Peru và Chile. Xin mời quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin trạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn xin trọng thông báo. Tại quận hạt Fairfax băng tầng 30, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Chủ nhật, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30. Ngày thứ hai, chương trình phỏng vấn sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Thứ ba, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng. Ngày thứ tư, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 2 giờ đến 3 giờ trưa. Thứ năm, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 chiều. Tại quần hạt Arlington, trên băng tầng 69, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Thứ hai, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ sáu, Chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa. Chúng tôi xin lưu ý quý khán thính giả và xin trân trọng kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vì Cộng sản Việt Nam mở rộng vụ án nhà báo Phạm Chí Dũng. Tin từ Việt Nam Báo Việt Nam Net ngày 24 tháng 5 năm 2020 loan tin Công an Cộng sản tại Sài Gòn thông báo nguyên nhân bắt nhà báo Nguyễn Tường Thụy là do liên quan đến ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, hệ thống thông tin điện tử của Công an Cộng sản tại Sài Gòn thông báo nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị khởi tố theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự là làm tàn trữ, phát tán hoặc tiên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an Cộng sản xác định nhà báo Phạm Chí Dũng là người cầm đầu vụ án và việc bắt nhà báo Thụy là mở rộng điều tra. Vì vậy, sau khi bị bắt ông Thụy ở Hà Nội thì công an Cộng sản sẽ đưa ông về Sài Gòn. Theo thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, sau khi ông Phạm Chí Dũng bị bắt vào cuối tháng 11 năm 2019, thì ông Thụy là phó chủ tịch hội đã thay ông Dũng điều hành hội cho đến hiện tại. Nhưng vị trí chủ tịch hội vẫn còn bỏ trống. Vợ nhà báo Nguyễn Tường Thụy cho biết An ninh Cộng sản đã khởi tố chồng bà từ hồi đầu tháng Giêng năm 2020, nhưng đến ngày 23 tháng 5 năm 2020 họ mới thực hiện bắt giam ông. Trước khi bị bắt khoảng một tuần, ông Thụy đã dự đoán mình chuẩn bị bị bắt nhưng ông đã nhất quyết không trốn trốn. Được biết ông Thụy là cựu chiến binh của quân đội Cộng sản. Ông gia nhập quân ngũ từ khi còn trẻ và ở trong quân đội cho đến năm 1992 thì về hưu. OSF kêu gọi Liên Âu và Mỹ gây áp lực với Cộng sản Việt Nam, trả tự do cho các nhà báo độc lập, tin từ Bangkok. Tổ chức ký giả không biên giới gọi tắt là OSF kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam dẫn đầu là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu gọi tắt là EU gây sức ép lên chế độ Cộng sản Việt Nam để buộc Hà Nội phải chấm dứt đàn áp báo chí. Trong thông cáo báo chí phát hành ngày 25 tháng 5, tổ chức cổ suý cho tự do báo chí có trụ sở ở Paris đã chỉ trích chiến dịch đàn áp giới báo chí độc lập của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với việc bắt giữ ông Nguyễn Tường Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ngày 23 tháng 5 và Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội vào tháng 11 năm ngoái, cũng như phủ bắt giữ ông Phạm Chí Thành, chủ nhân của blogger Bà Đầm Xòe ngày 21 tháng 5. OSF yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ba ông đồng thời chấm dứt sách nhiễu các nhà báo độc lập khác tổ chức này cũng nhắc lại việc an ninh cộng sản việt nam đánh đập nhiều cá nhân liên quan đến nhà xuất bản tự do trong nhiều tháng gần đây nhằm triệt phá nhóm này osf nói tự do báo chí của việt nam ngày càng trở nên tồi tệ và quốc gia này bị xếp hạng thứ 175 trên 180 của bản xếp hạng tự do báo chí của OSF năm 2020. Trước đó, Ủy ban bảo vệ ký giả gọi tắt là CPJ cũng xếp hạng Việt Nam vào nhóm các quốc gia kẻ thù của tự do báo chí bằng việc giam cầm 12 nhà báo, chưa tính đến hai trường hợp ông Nguyễn Tường Thụy và Phạm Trí Thành.